Còn bác dùng người, bác dùng người thì ngoài việc phát hiện ra ông Võ Nguyên Giáp phong hàm đại tướng và tạo ra xuất sắc như vậy, các đồng chí nhớ là nhờ có Võ Nguyên Giáp mới có Điện Biên Phủ. Nhưng mà có Võ Nguyên Giáp là bởi vì có Hồ Chí Minh đã nhìn ra Võ Nguyên Giáp. Nhưng bác lại còn tìm được cả Trần Đại Nghĩa nữa. Bác đưa từ Pháp về. Ông Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ. Ông ấy ở Sóc Trăng, Long An ở miền Nam cơ. Ông ấy theo gia đình đi sang Pháp từ khi còn 6 tuổi. Học rất giỏi, thành chuyên gia sản xuất vũ khí. Mà cả Đức và Pháp đều phải thuê. Lương tháng của vị kỹ sư này là 6.000 lạng vàng. Lương như thế đấy các đồng, họ trả lương cho người giỏi như thế. Mà bác sang Pháp, bác đưa cho ông Phạm Văn Đồng một cái mẩu giấy ghi bằng tiếng Pháp, tên, tuổi, địa chỉ, số nhà. Bác bảo chú đi tìm cho bác một người theo địa chỉ này để bác gặp. Thế là đến gặp bác, mà nghe tin bác sang đã ngưỡng mộ lắm rồi. Bây giờ được bác mời cho gặp thì xúc động lắm. Bác nói ngay, chú chuẩn bị về nước với bác có được không? Kháng chiến đến nơi rồi, đồng bào đang đợi chú ở nhà. Người trí thức được lời như cởi tấm lòng, về ngay với bác để sáng tạo vũ khí mới có để chiến thắng được. Mà nhờ có Trần Đại Nghĩa, tức là Phạm Quang Lễ đấy, mà sau này ta mới có khả năng chống lại B-52 ở Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Bác chủ tính xa như thế đấy các đồng chí. Bác nói ngay là có điều bác phải nói ngay để chú thông cảm. Nước nhà mới độc lập cho nên còn nghèo lắm, sẽ không có lương đâu chú ạ. Người ta đang lĩnh mấy nghìn lạng vàng một tháng, bác lại rủ về với nước mà không có đồng nào cả. Ai cũng tưởng là vô lý, mà hóa ra rất có lý. Vì đấy là một đại trí thức đối xử với một trí thức. Tiền nong không thành mục đích, chỉ cốt là phương tiện và để cứu dân cứu nước mà thôi. Về đến nơi ở núi rừng Việt Bắc, bác làm gì các đồng chí? Bác giao cho văn phòng truyền thuốc lá của bác sang cho kỹ sư. Không có tiền cũng có một tấm lòng. Thứ hai, ngày làm việc đầu tiên bác cho đến gặp. Bác nói là từ hôm nay chú làm việc bên cạnh bác, có khó khăn gì chú cứ nói, bác cháu cùng nhau giải quyết. Và bác dặn là bác đặt cho chú một cái tên mới. Từ hôm nay trở đi, chú cất cái tên Phạm Quang Lễ đi, chú mang tên mới là Kỹ Sư Trần Đại Nghĩa. Trần tức là vương triều nhà Trần, 3 lần đại thắng quân Nguyên. Đại nghĩa là vì nghĩa lớn của dân tộc, thì tôn vinh trí thức như thế, không vàng bạc châu báu nào sánh kịp. Bác dùng người như thế đấy các bạn. Chưa kể là trong đời bác đấy, 2 lần bác chứng kiến 2 vị tướng lỗi lạc đều ra đi ở tuổi 53. Một là tướng Nguyễn Sơn, văn võ song toàn. 2 là tướng Nguyễn Chí Thanh, đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đều 53 tuổi thì mất. Bác nói là bác mất một nửa sự sống là vì thế. Riêng cái chuyện ông tướng Nguyễn Sơn ấy, phải nói là bác rất bao dung. Bác chỉ phong thiếu tướng ấy. Bác phong tướng đại tướng cho ông Giáp là cao nhất. Nhưng Nguyễn Sơn rất giỏi, bác chỉ phong thiếu tướng, để còn phong dần, để còn rèn luyện thêm nữa. Ở đời có tài có tật, văn võ song toàn. Ông ấy lấy vợ Trung Quốc, giỏi, rất giỏi chữ Hán. Ông tham gia quân giải phóng Trung Quốc, đã từng là thiếu tướng rồi. Bây giờ về nước làm cách mạng, bác lại phong thiếu tướng nữa. Người ta gọi là lưỡng quốc tướng quân của hai nước. Ông Nguyễn Sơn giỏi lắm, đến mức mà giáo sư Đặng Thanh Mai, chuyên gia về chuyện Kiều của Việt Nam, phải thốt lên là ông Sơn giảng Kiều hay hơn tôi không? Rất giỏi, nhưng bác chỉ phong thiếu tướng thôi. Nguyễn Sơn không hiểu được ý bác, cứ nghĩ rằng bác không công bằng. Mình giỏi thế này mà có thiếu tướng, bao giờ lên được đại tướng? Thế là cứ vùng vằng thôi, không nhận lễ thụ phong nữa. Mà lại còn chơi chữ với bác. Ta là thừa tướng trả xong, lại còn thiếu tướng.
Thế là nói như thế là khiếm nhã, mà cũng không có ý tứ. Người khác thì rắc rối lắm đấy, nhưng bác Hồ thì không sao cả. Bác bao dung như trời biển, bác cho qua hết. Bác lặng lẽ viết cho Nguyễn Sơn một bức thư, mà lần này cụ không viết chữ Việt, cụ viết chữ Hán đi đâu. Bức thư này đọc lên giật mình các bạn, sâu sắc, thâm thúy và tế nhị. Bác đề là gửi Sơn đệ. Đệ là gì các bạn? Đệ là em, bác coi như em thôi. Em thì anh phải tha thứ chứ. Bốn câu như bốn lời của Phật vậy. Tâm dục tế, đảm dục đại, trí dục viên, hành dục phương. Tâm hồn phải cho nó tế nhị, không được lỗ mãn. Làm tướng thì lòng can đảm là quý nhất, phải lớn lên. Đảm dục đại, đại là lớn lên. Đừng bận tâm về danh hiệu, chức tước, địa vị. Những cái đó tầm thường lắm, nay còn mai mất, trôi nổi như một thứ phù vân thôi. Đừng có bận tâm. Người có sự nghiệp lớn không bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt đó. Tức là bác phê bình đấy. Trí dục viên, trí là trí tuệ, viên là vuông vắn. Người có học thì tư duy trí tuệ phải cho nó ngay ngắn, ngay thẳng, không được sọc sạch, gặp đâu nói đấy, đúng không? Gặp đâu nói đấy. Hành dục phương, hành động phải cân nhắc, phải có phương hướng, không được tự phát. Một người thông minh như Nguyễn Sơn đọc lên biết ngay là bác phê bình, cho nên ân hận lắm. Đến gặp bác xin lỗi, vui vẻ nhận chức chiếu tướng, rồi bác phong tiếp trung tướng. Chỉ tiếc là đang rực rỡ như vậy thì bị bệnh nặng, bệnh ung thư, rồi mất, mà mất đúng lúc 53 tuổi. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí nhé.